Life is gonna be great. Look who's here. Can't you see I just pray? Welcome back to Memo TV. Bây giờ thì mình đang get ready để chuẩn bị lên công ty. Trong tuần này thì mình chỉ lên công ty có 3 ngày nữa thôi. Tối thứ tư là mình phải bay đi Úc rồi. Nói chung thì đợt này công ty mình cũng rất là náo nức không khí lễ hội rồi. Nên là ngày hôm nay thì mình lên công ty để tiếp tục phụ mọi người trang trí Giáng sinh nè. Nếu mọi người có xem ở video trước thì năm nay team mình có một cái plan trang trí văn phòng rất là hoành tráng. Xong rồi đợt này khi mà về đi Úc thì mình sẽ ở bên đó tới 1.5 tháng lận. Nên là trong một vài ngày tới thì mình cũng có khá là nhiều những cái plan gặp gỡ ăn uống để coi như là vừa liên hoan tất niên mà vừa chia tay mọi người. Và video tuần này thì mình sẽ đưa mọi người đi theo cùng với mình trong tất cả những cái hoạt động đó từ lúc mình còn ở Việt Nam cho tới khi sang Úc luôn nha. Là những cái hộp cạc tông đựng đồ mà sau khi mình order hàng online giao tới khui xong hết rồi thì lại chưa có mang đi dùng. Nhưng mà đợt này thì tụi nó được phát huy công dụng, tại vì để phục vụ dùng đích trang trí Giáng sinh thì team mình sẽ huy động hết tất cả những cái hộp không này, sau đó gói lại thành những cái gói quà rất là đẹp và đặt để khắp nơi trong văn phòng để cho nó có không khí. Mình đã gom được đâu đó khoảng gần 10 hộp đủ hết tất cả các size lớn nhỏ, thì hôm nay mình sẽ khiêng cái đống này lên văn phòng chung với mình. Hello. Đó mọi người thấy không, sáng thứ hai đầu tuần không thấy ai làm ăn gì hết, chỉ là làm thủ công mỹ nghệ trang trí Giáng sinh đồ thôi à. Quay qua quay lại là cũng tới giờ ăn trưa luôn rồi. Và truyền thống của team mình là lúc nào đi ăn team lunch thì cũng sẽ đem thịt nướng hết trơn á. Đây thực ra cũng là bữa trưa mình rủ cả team đi ăn để chia tay trước khi đi Úc. Nhưng mà mình chưa kịp nói để mình mời thì đã có cô bé nhân viên chị cả trong team đứng ra để bao các em rồi. Và đây là phản ứng của tụi nó nè. Rồi có ai biết liêm sỉ của tụi này đã đau hết rồi không chỉ mình với. Sau khi về công ty thì mình ngồi làm việc một xíu, nhưng mà cũng chỉ được một xíu thôi. Xong rồi lại quay ra làm thủ công mỹ nghệ trang trí văn phòng tiếp. Làm màu một hồi mà tới giờ đi về luôn á. Và đây là màn chia tay cực kỳ bệnh rịnh và cảm lạnh từ team planning dành cho mình. Trưa nay thì mình đã order bún bò, tại vì mình biết là 1.5 tháng nữa Úc mình sẽ siêu thèm bún bò mà không có để ăn. Chào mừng mọi người đến với vlog của Trung Nguyên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Đây là chị Kim em. Hello mọi người, hôm nay mình đang ăn cơm của bồn áo xong rồi. Ăn trưa xong thì tụi mình có một buổi debrief nhận job mới từ account. Thiệt mừng khi mình đã có một khoảnh khắc làm việc giữa những footage ăn trưa của cái vlog này. Được chiến thần Hà Linh review. Nhìn rất là ngon mà nhưng không biết ăn ngon không. Rồi đây là bơ. Bơ này không bỏ vào môi trường làm tới 2 túi nữa. Một lần nữa mình sẽ phải khẳng định là tụi mình đang đi làm, nhưng mà sau khi ăn bánh tráng xong thì mình lại quay ra làm thủ công mỹ nghệ tiếp. Bạn nào tò mò muốn xem kết quả cuối cùng của hoạt động trang trí này thì hãy xem tới hết video nha. Hứa hẹn là rất hoành tráng luôn á. Good morning Bombers. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp. Hôm nay mình và Trà My lần đầu tiên gặp nhau sau khi hẹn hò, tâm sự, vui đùa với nhau. Mới là 1-2 năm rồi đó. 2 năm trời trên mạng xã hội nha mọi người. Cho nó chút chút vậy thôi, rồi sau đó mình gói lại cho nó dễ. Duyên dễ quá. Thấy mình xuất sắc quá. Tuy là mới gặp nhau lần đầu thôi nhưng mà mình với Trà My nói chuyện rất là vui luôn. Có lẽ một phần cũng là tại vì tụi mình đã từng làm podcast chung với nhau, series podcast Em Trên 18 á, nếu mà có bạn nào chưa biết. Ăn trưa xong thì mình có ghé qua văn phòng để làm nốt một số việc và chào tạm biệt mọi người. Xong rồi mình đi ra sân bay thôi. Đi máy bay mình không có biết quay gì hết, mà chuyến bay của mình cũng không phải là hạng thương gia để mà có cái khoe với mọi người. Cho nên đây là 8 tiếng bay của mình tóm tắt trong 10 giây. Here I go, cause my life's taking long.
Đáp xuống sân bay Melbourne xong thì mình bắt tiếp chuyến xe bus đi về miền quê nước Úc nơi mình đoàn tụ với người bồ. Robin's making me breakfast or whatever it is at 2 p.m. that you eat. Thanks, Ben. Hello. Sorry, I stepped on your thing. It's okay. Hôm bữa sau khi ăn xong cái lát bánh mì đó thì mình đi ngủ và mình ngủ liên tù tì suốt nguyên một ngày luôn, cho nên là mình không có vlog gì hết. Tới ngày hôm nay mình thức dậy và đi tắm xong thì mình mới hoàn hồn lại. Bây giờ thì tụi mình đang chuẩn bị ăn churros. Đợt này mình đi Úc không có xin nghỉ phép mà là làm việc từ xa, cho nên là mình vẫn có rất là nhiều việc công ty phải hoàn thành. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, kế bên mình cứ có một con giò hay làm phiền như vậy nè. Thật sự là mình tuyệt vọng lắm luôn á. Mỗi ngày đều phải ngắm cảnh mặt trời lặn để tĩnh tâm hết á. Hôm nay cuối tuần cho nên tụi mình đi ra ngoài hẹn hò và cũng là để trải nghiệm một xíu không khí Giáng sinh nước Úc nè. You got a fries, flavor town, loaded fries. What dipping sauce do you want? I want sweet chili mayo, please. Yes. And green. A passion fruit thunderbird. And I'll grab a commodore traditional lemonade. Yeah. That's it. Thì tất nhiên không thể thiếu đi ăn kem, nhưng mà đi ăn kem với người bồ mình nó lạ lắm. Không biết những cặp đôi yêu lâu năm khác thì có giống như vậy không, nhưng mà mỗi lần tụi mình đi hẹn hò thì không thể nào thiếu đi siêu thị được. Mà thiệt tình mình cũng thích đi siêu thị với người bồ nữa nha. Dây trước còn tình cảm vậy đó, nhưng mà dây sau thì đã lạc mất nhau rồi. Mà người bồ cũng không để ý cái điện thoại đang quay trên xe đẩy, cứ để vậy đi luôn. Ngày hôm nay thì mình đang ở Mars Stadium để chuẩn bị xem một cái concert. Ở đây người ta gọi là Christmas Carols Concert, tức là người ta sẽ hát những cái bài hát Giáng sinh. Và tụi mình sẽ có một cái buổi picnic ở đây để cùng xem cái buổi concert này. Nước Úc nằm ở Nam Bán Cầu cho nên là Giáng sinh lúc nào cũng rơi vào mùa hè. Bởi vậy cho nên mới có hoạt động đi picnic vào Giáng sinh á. Hình như đây cũng là lần đầu tiên mà mình đi picnic đúng nghĩa, cho nên cái gì cũng thấy mới mẻ và vui lắm. Chỉ có là hôm đó trời lạnh quá, không hề giống với Giáng sinh nước Úc thế nào. Dù sao thì đây cũng là một trải nghiệm Giáng sinh rất là đặc sắc và mới mẻ đối với mình. Hy vọng là các bạn cũng thích nhé. Và như đã hứa, mình khoe với mọi người thành quả trang trí Giáng sinh của toàn bộ lầu 3 văn phòng Big Size nhé. Cảm ơn bạn vì đã xem và hẹn gặp lại trong video lần sau.